Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Diễn đàn CEO phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Thưa quý vị, chấp nhận vượt thách thức để đạt đến thành công đã là một hành trình gian nan không nhiều người vượt qua được. Thế nhưng, chấp nhận từ bỏ thành công hiện có để làm lại từ đầu lại là một quyết định khó hơn. Thế nhưng có một vị CEO đã làm như vậy, bởi trong anh có một ý niệm còn lớn hơn cả lợi nhuận kiếm được từ hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Vị CEO này là ai? Và ý niệm lớn nào đủ sức thôi thúc anh từ bỏ thành công như vậy? Xin mời quý vị cùng đến với những ghi nhận mà ekip đã tổng hợp được sau đây. Nhiều năm gây dựng doanh nghiệp với thành tựu không chỉ là lợi nhuận mà còn là một trong năm doanh nghiệp đầu tiên nhận hợp đồng nhập khẩu tấm cách nhiệt của chính phủ Úc. Thế nhưng, năm 2013, anh quyết định quay về Việt Nam, phớt lờ cả doanh nghiệp đang kinh doanh bất động sản phát triển tốt của gia đình để lập một doanh nghiệp riêng bởi nếu mà mình cứ ngồi lãnh tiền thuê nhà đó, thì cái cuộc sống của một cái người trẻ nó không có ý nghĩa gì hết. Thật sự con người, ví dụ dù sao về sau này cũng chết thôi. Nhưng mà lúc mà trước khi chết mình cảm nhận được là mà mình đã làm được gì. Anh chính là nhân vật của diễn đàn CEO ngày hôm nay, Hoàng Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vũ trụ Xanh. Vâng, thưa quý vị, và ngồi trước mặt tôi ngày hôm nay là vị CEO mà ekip vừa nhắc đến. Xin giới thiệu anh Hoàng Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vũ trụ Xanh. Xin chào anh Tuấn Anh. Chào Mỹ Hạnh, chào quý vị khán giả. Xin thay mặt ekip, cảm ơn anh đã nhận lời chia sẻ câu chuyện của mình với khán giả VITV. Đầu tiên, anh vui lòng giới thiệu một vài thông tin với khán giả. Mình tên là Hoàng Tuấn Anh. Thì mình cũng có một thời gian là đi du học ở Úc. Xong rồi mình làm ở đó khoảng 10 năm. Xong rồi mình về Việt Nam hẳn vào năm 2013. Mình cũng có mở một công ty về phân phối khối điện tử và một cái khu vui chơi giải trí ở Việt Nam. Là anh đã từng có một doanh nghiệp thành công tại Úc. Thì lúc đó doanh nghiệp của anh hoạt động trên lĩnh vực gì ạ? Ở bên Úc thì mình ban đầu tiên á, thì mình kinh doanh cái mảng hàng điện máy. Thì ở đó mình mua lại những cái lô hàng của Samsung và mình phân phối trên eBay. eBay là một cái kênh thương mại điện tử lớn nhất vào thời bấy giờ. Rồi sau đó mình làm một số dự án với chính phủ Úc như là tấm cách nhiệt. Chính phủ Úc họ bỏ ra khoảng 2 tỷ đô để họ làm tấm cách nhiệt miễn phí cho những cái gia đình của Úc. Mình trong năm cái công ty đầu tiên nhập khẩu các tấm cách nhiệt đó vào thị trường Úc. Như vậy có thể nói rằng công việc của anh ở Úc khá là thành công. Nói chung là nó cũng rất là thuận lợi. Thế thì lý do tại sao anh lại quyết định về Việt Nam? Khi mà mình làm ở Úc một thời gian á, thì cái thứ nhất là dù sao mình cũng là người Việt. Mình cảm giác thì cái môi trường xung quanh của mình nó cũng có một cái gì đó xa lạ về vấn đề văn hóa. Cái thứ hai nữa là những cái lần mà mình về Việt Nam mình làm việc thì mình cảm giác được là ở Việt Nam mình thiếu rất là nhiều thứ. Và nếu mà không có những người có những cái bước đi khác biệt thì Việt Nam mình cũng sẽ thì sau này cũng không có những cái sản phẩm đặc biệt cho người Việt. Thì mình có cái ao ước là mình sẽ về Việt Nam và tìm những cái giải pháp, những công nghệ hay những cái sản phẩm gì mới để phát triển ở thị trường Việt Nam. Nhưng mà từ bỏ một doanh nghiệp đang hoạt động thành công tại Úc để về Việt Nam làm lại từ đầu như vậy, anh không cảm thấy tiếc nguồn lợi nhuận sao? Thật ra mình cũng có hơi tiếc. Nhưng mà mình suy nghĩ, thí dụ mình lúc đó là mình dưới 30 tuổi thì nhiệt huyết mình vẫn còn, nên mình muốn lập một công ty mới thì nó rất là dễ. Nếu mà đợi thời gian lâu nữa thì nhiều khi lúc mình về Việt Nam lúc đó chắc là về dưỡng già thôi. Lúc đó thì cụ thể là khoảng năm bao nhiêu thì anh chính thức về Việt Nam ạ? Khoảng 2013 thì mình về Việt Nam hẳn. Và mình trước tiên thì mình hoạt động ở công ty về phân phối khóa điện tử. Gia đình có anh có ngăn cản không khi mà rõ ràng rằng là kinh doanh bất động sản thì an toàn hơn là cái việc kinh doanh một mặt hàng hoàn toàn mới như vậy? Thật sự thì đối với ba mình luôn luôn ba mình có một cái quan niệm này nè, thà để lại kiến thức cho con hoặc là lại kinh nghiệm cho con chứ không có để lại tiền của. Bởi vậy thật sự mà lúc ba anh em mình đi du học, mỗi một năm tiêu tốn chắc gần khoảng 100.000 đô vào thời năm 90 mấy, đến đó là một số tiền rất là lớn.
Thì khi mà mình làm cái công việc kinh doanh này thì ba mình cũng ủng hộ. Tại ba mình nghĩ là tài sản thì có thể mất, nhưng mà kinh nghiệm và học vấn thì nó luôn luôn nằm trong bản thân của con. Nên ba mình rất là ủng hộ cái việc mà con làm kinh doanh. Tôi vừa là vợ, vừa là cộng sự của anh ấy, nên chúng tôi luôn cùng làm mọi thứ với nhau. Khi tôi gặp anh ấy ở Úc, anh ấy đã nói với tôi về giấc mơ trở về và làm điều gì đó cho gia đình và quê hương của anh ấy. Không tốn nhiều thời gian suy nghĩ, tôi đã quyết định đi cùng anh ấy. Nhưng người Việt Nam vẫn hay nói, đồng vợ, đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn, nên tôi luôn ủng hộ anh ấy. Tại sao chuyển về Việt Nam làm, anh lại không làm mảng bất động sản mà lại quyết định làm qua điện tử? Bất động sản nó mang rất là nhiều về vấn đề lợi nhuận, tại giá đất Việt Nam càng ngày càng tăng. Nhưng mà lúc đó mình rất là có nhiệt huyết, mà khi đó suốt ngày cứ mua bán đất hay nọ, nó cảm giác như là nó không có mang lại được cái giá trị gì cho xã hội. Nên mình muốn đem một cái sản phẩm nào đó có thể cạnh tranh được với các công ty ở các nước khác, hoặc là có thể sau này mình có thể phát triển những cái sản phẩm ra thị trường nước ngoài. Tại sao anh lại nghĩ rằng cái sản phẩm đó sẽ thành công ở thị trường Việt Nam? Trong khi đó thì ở cái thời điểm 2010-13 thì thật ra công nghệ cũng có, nhưng mà ở Việt Nam thì nó không có thông dụng như Úc. Khi mà mình kinh doanh ở bên Úc á, thì lúc đó mình kinh doanh về mặt hàng điện tử, thì lúc đó là bình thường là họ xài rất nhiều cái tivi mà CRT, là mấy cái tivi loại cục bự á. Thời điểm họ chuyển đổi sang cái tín hiệu digital, nên rất là nhiều người họ thay đổi sang cái tivi LCD. Thì lúc đó cái thị trường máy tivi LCD một cái thị trường rất là khổng lồ, tại vì mười mấy triệu người dân của Úc thì ai cũng có nhu cầu thay đổi hết. Và cái đó là cái thay đổi bắt buộc, tại vì nếu mà họ không thay đổi thì họ sẽ không xem được truyền hình nữa. Và khi đó mình bán cái tivi đó với một cái số lượng rất là khủng khiếp. Có những cái tivi giá trị nó bằng một chiếc xe Toyota Camry, là khoảng 20,000 đô Úc thời bây giờ. Thì mình cảm nhận được là có những cái sản phẩm mà có những cái sự thay đổi mà nó mang lại một cái bước đột phá và cái nhu cầu tăng khủng khiếp. Và mình nghĩ cái khóa nó cũng là một cái vậy. Thật ra cái khóa cơ là mọi người đều ở xài cả trăm năm nay rồi. Đó là một cái nhu cầu tất yếu của cuộc sống. Thì bây giờ qua cái thời điểm mình cảm nhận được sắp tới thì khi mà công nghệ 4.0 phát triển, thì những cái sản phẩm, tất cả những cái sản phẩm tiêu dùng đều có thể phải gắn kết với Internet, và nó đem lại được những cái tiện lợi. Thì lúc đó vô tình thì mình cũng xài khóa điện tử bên Úc rồi. Khi mà mình sử dụng cái khóa điện tử thì mình cảm nhận được đầu tiên là mình không thể thiếu nó được. Mình không thể nào mà sử dụng lại khóa cơ được. Tại vì nếu mà sử dụng lại thì mỗi ngày mình phải, trước khi mình đi làm, mình phải kiếm ra được cái chìa khóa mình nằm ở đâu ngoài cái bóp với cái điện thoại. Và mình đi ngoài đường hay lỡ mình rớt ở đâu mình không thấy nó, mình về tới nhà mình bị nhốt ngoài đường. Khi lỡ nửa đêm không có ai thợ sửa khóa tới thì sao? Bởi vậy cái khóa điện tử đó mình cảm giác được là một cái gì đó không thể thiếu được trong tương lai. Nên mình nghĩ được cái sản phẩm này là một cái sản phẩm nó sẽ bùng nổ trong tương lai. Và mình quyết định chọn khóa điện tử là một cái sản phẩm mũi nhọn để mình phát triển ở thị trường Việt Nam. Nhưng mà tại sao anh lại nghĩ rằng là người Việt Nam sẽ cần khóa điện tử? Trong khi đó em nghĩ như thế này nè, theo như là thói quen của người Việt Nam mình thì cầm chìa khóa và khóa chắc thì người ta mới cảm thấy rằng là an toàn. Còn cái việc mà lệ thuộc vào các cái vấn đề về điện tử như vậy thì người Việt Nam mình hầu như người ta không có thói quen đó. Trước khi mình sử dụng một cái sản phẩm nào đó thì thông thường là mình tự sử dụng cho bản thân mình. Và mình cũng có thử nghiệm là khi mình về Việt Nam, mình lắp một vài cái khóa điện tử cho ba mẹ mình dùng. Ba mẹ mình là những người lớn tuổi, trên 60 tuổi, nhiều khi cũng hay quên đảng trí. Nhưng mà ba mẹ sau khi lắp một hai cái khóa điện tử đó rồi, mẹ muốn lắp hết cả nhà. Thì mình cảm nhận được là ngay cả những người lớn tuổi, những người bảo thủ nhưng mà cũng muốn thấy được cái sự thay đổi nó mang lại tiện ích cho họ quá lớn đi.
nên họ sẽ quyết định thay đổi. Thì mình nghĩ với những người Việt Nam khác, những người lớn tuổi khác, họ cũng sẽ muốn sử dụng khóa điện tử hơn là khóa cơ. Và bởi vì mình mới chọn cái sản phẩm này và mình nghĩ nó sẽ phù hợp với thị trường Việt Nam. Sau khi nhận định tiềm năng thị trường, đồng thời thử nghiệm tiện ích sản phẩm có phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam, năm 2010, Hoàng Tuấn Anh quyết định thành lập công ty cổ phần Vũ trụ xanh tại Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp này trở thành nhà phân phối độc quyền khóa cửa điện tử thông minh theo công nghệ 4.0 của thương hiệu PHLock Australia. Các mặt hàng phân phối gồm có các loại khóa cửa mã số, khóa vân tay, khóa khách sạn, hệ thống intercom, két sắt, thiết bị chống trộm, nhà thông minh, vật tư xây dựng. Các sản phẩm cung cấp đều có những tính năng hiện đại, tiên tiến được anh chọn lọc từ quốc gia phát triển là Úc. Tuy nhiên, sản phẩm tốt, mọi việc liệu có thuận lợi? Lúc đó cái mặt hàng đó nó như thế nào ở thị trường Việt Nam ạ? Hầu như thị trường Việt Nam là chưa có ai biết về khóa điện tử hết. Nó một thị trường rất là sơ khai. Vì cũng chưa có đơn vị nào dám đầu tư quyết liệt để đưa cái sản phẩm này nó rộng rãi. Nên hầu như là thị trường, giống như là có thể ví như thị trường ở bên châu Phi vậy đó. Chưa có ai cũng đi chân không hết, chưa có ai mang dép. Nên thì hầu như là chưa có ai biết về khóa điện tử. Nó vậy, lúc đầu tiên anh vào thị trường thì chắc là cái việc giới thiệu sản phẩm ra thị trường cũng gặp khó khăn đúng không? Lúc đó thì cách mình làm á, thì là mình đi phát triển đến các cửa hàng, các công ty. Nhưng mà có một cái sai lầm mà mình không có làm về marketing. Thì hầu như các đại lý hoặc chưa ai biết về cái sản phẩm của mình, nên hầu như họ từ chối thẳng thừng, thậm chí họ đuổi về. Trong khi đó là mình chỉ xin chỗ để mình ký gửi mẫu thôi, chứ cũng không bắt họ mua nữa. Lúc đó thì anh làm gì mới bán được hàng ạ? Mình kiếm ra một số cái phương pháp. Thứ nhất là ở những cái cửa hàng đó, họ tin tưởng những người mà đã phân phối cho họ lâu năm. Nên lúc đó mình kiếm những người đó, họ có vài chục năm trong nghề, họ giúp mình phân phối. Lúc đó thì họ đem cái sản phẩm tới cho cửa hàng, hỏi là bên em có cái sản phẩm này mới nè, giờ chị mua không? Cái cửa hàng cũng nói tới nói lui nhiều thứ đó. Nếu vậy chị không mua em đem về. Lúc đó lại cửa hàng lại dịu giọng xuống, thôi để chị mua mẫu này cho. Tại vì họ tin tưởng là những người đó đưa đến những cái sản phẩm mà họ có thể bán được, nên họ chấp nhận bỏ tiền ra mua thay vì mình ký gửi vài ngày trước đó miễn phí. Vì cái văn hóa của buôn bán của Việt Nam thì nó khác ở Úc đúng không ạ? Đúng rồi. Thì lúc đầu tiên doanh thu có bù đủ chi phí không anh? Dự kiến ban đầu của mình thì mình sẽ dự định là mình đầu tư khoảng 1 triệu đô trong vòng 3 năm. Thì đến 2013 thì mình sẽ có lợi nhuận. Nhưng mà thực tế thì nó phũ phàng hơn. Đến năm 2013 thì do cái sản phẩm này nó quá mới và cái thị trường Việt Nam nó rất là mới, hầu như là thiếu thốn rất là nhiều thứ. Mình muốn phát triển về mảng thương mại điện tử đi cũng không được, tại vì thiếu vấn đề về thanh toán điện tử hoặc là về vấn đề giao hàng bưu điện nữa. Rồi ví dụ về cái ngành khóa điện tử của mình thì tất cả các vấn đề về sale, marketing và kỹ thuật, trung tâm bảo hành, mình đều phải xây dựng từ con số 0 hết. Chưa có một cái đơn vị chuyên nghiệp nào để mình có thể làm. Nên trong thời gian đầu thì cái chi phí mình để tạo kênh bán hàng, để tạo trung tâm bảo hành, rồi xây dựng cơ sở vật chất, thì cái số tiền 1 triệu đô đó nó đi rất là nhanh. Và đến 2013 thì lúc đó mình cũng chưa có lợi nhuận nữa. Thời điểm đó thì anh lấy đâu ra tài chính để duy trì doanh nghiệp ạ? Mình có hai nguồn chính.
là nguồn nguồn thu từ tiền cho thuê bất động sản. Nguồn thứ hai bắt buộc là tiền vay ngân hàng. Và đến 2013 mình quyết định là mình sẽ đầu tư thêm. Lúc đó thì nói chung là cái dòng tiền mặt của mình cũng đã cạn rồi. Nên lúc đó mình có đưa ra một cái quyết định là dùng khoản vay của ngân hàng. Thì lúc đó thì mình cũng xin ba mẹ là mình mượn cái sổ đỏ của đất để mình cầm ngân hàng mình vay. Mình hy vọng là trong khoảng vài năm sau nữa bắt đầu mình sẽ có lợi nhuận. Thì mình biết cái thị trường này rất là tiềm năng, nhưng mà cái gì nó tiềm năng thì nó cũng khó khăn, tại nếu dễ thì ai cũng đã làm rồi. Nên quyết định là mình vay tiếp khoảng 1-2 triệu đô nữa để mình đầu tư thêm về cái mảng phân phối, về cái mảng bảo hành, và mình đẩy mạnh vấn đề về quảng cáo. Khi anh đề xuất đầu tư tiền thêm thì ba mẹ anh có phản đối không? Thời gian đầu thì ba mẹ mình cũng ủng hộ, tại vì cũng muốn mình làm một cái gì đó. Nhưng mà một khoảng thời gian cách đây 3-4 năm thì bắt đầu ba mẹ mình cũng thấy sao con mình cực quá, phải suốt ngày đi làm từ sáng đến nhiều khi tận 11-12 giờ đêm, thì cảm thấy cũng chạnh lòng. Thì cũng có nhiều lúc tâm sự là thôi chắc con làm bớt đi, nhà mình cũng không có đến nỗi thiếu thốn đâu mà phải làm cực như vậy. Cái ý chí của một người đàn ông thì mình muốn làm cái gì đó thì mình phải thành công. Nên mình chỉ có suy nghĩ là mình sẽ tiến về phía trước thôi. Thế thì bao lâu sau thì anh mới bắt đầu bán được hàng? Trong cái giai đoạn khoảng năm 2013 cuối cùng về hẳn thì mình có nhiều thời gian và đi làm trực tiếp hơn. Và mình cũng chịu khó làm những cái triển lãm. Thì lúc đó bắt đầu thì mình mới bán được hàng nhiều hơn. Thì lúc đó cũng là những năm đầu tiên mình tham gia triển lãm Việt Build. Thì thời gian đầu thì thật sự nó cũng không thành công. Tại vì những cái gian hàng mình làm ra, mình dựa trên cái gian hàng cơ bản của Việt Build họ làm sao thì mình làm vậy. Thì doanh số lúc đó mỗi một kỳ Việt Build của mình nó chỉ khoảng vài chục triệu đến vài trăm triệu thôi. Sau một thời gian mình làm, mình cảm giác là bây giờ cái chi phí bỏ ra triển lãm nó quá nhiều và nó quá dày. Tại lúc đó là một năm mình triển lãm đến 4-5 cái, và cái chi phí nhân lực này nọ mình cái triển lãm nó dù như là ở ngoài Đà Nẵng thì mình cũng phải đi ra ngoài Đà Nẵng, ngoài Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì mình cũng phải đi theo. Thì mình cũng suy nghĩ ra được vài cái phương án để tiết kiệm chi phí. Có nghĩa là khi mà triển lãm ở ngoài Đà Nẵng thì lúc đó mình lấy xe nhà và một vài nhân viên sale đi chung với mình, vừa kết hợp đi triển lãm, vừa kết hợp đi thăm các đại lý hoặc là những cái dự án. Khi mà mình đi chào đến một cái công trình khách sạn á, thì mới bước vô cửa thôi, mình với nhân viên, một nhân viên nữ nữa, mới bước vô cửa thôi, tự nhiên chủ đầu tư họ chửi tới tấp luôn. Mình không biết là có chuyện gì. Có thể là có nhiều đơn vị sale tới tư vấn làm phiền nên gây ra cái họ bức xúc. Họ cảm giác là làm phiền họ nhiều quá. Nhưng mà lúc đó mình cũng mình chưa bao giờ mà bị chửi nặng và chửi nhiều như vậy. Lúc đó anh cảm thấy sao? Mình cũng hơi có tự ái. Nhiều lúc thì mình cũng cảm giác bị hụt hẫng. Nhiều lúc thì mình cũng cảm giác mình cũng kinh doanh tốt Úc, mà tại sao mình thử nghiệm về đây thì nó lại không được như vậy, không được 1/10 nữa. Nhưng mà vô bị chửi một cách nói như thế, có bao giờ anh nghĩ rằng là
thật là sai lầm á. Đúng ra mình không phải chịu cảnh này vì anh vốn dĩ là đã là một doanh nhân thành đạt ở ngay tại Úc rồi, đâu cần thiết về Việt Nam để đi chào hàng rồi lại bị người ta xua đuổi như vậy. Cũng có một ít, nhưng mà mình suy nghĩ nếu mà mình nhục chí từ cái thời điểm đó thì mình sẽ không có nhận được gì hết. Anh không nghĩ tới chuyện thôi về đầu tư bất động sản. Đôi khi mình cũng suy nghĩ thôi chắc lãnh tiền hàng tháng và đi du lịch cho nó sướng. Tại mình đếm ví dụ như 3 triệu đô thì mình mua chắc cũng được 30 căn nhà chung cư. Và mỗi một căn chung cư ví dụ như mình cho thuê 10 triệu đi thì mỗi tháng mình có 300 triệu, mình đâu cần phải làm gì nữa. Nhưng mà mình suy nghĩ lại, nếu mà mình cứ ngồi lãnh tiền thuê nhà đó thì cái cuộc sống của một cái người trẻ nó không có ý nghĩa gì hết. Và thật sự con người ví dụ dù sao về sau này cũng chết thôi, nhưng mà lúc mà trước khi chết mình cảm nhận được là mà mình đã làm được gì. Mình cũng biết được một điều, bên Úc mình cũng đã kinh doanh rồi, mình cũng dù sao mình cũng có một cái thành tựu nào đó. Nhưng mà thật sự khi mình về Việt Nam mình là con số 0. Mình không thể nào đòi hỏi được là ai cũng phải biết mình để họ thông cảm. Nên vấn đề mà chấp nhận cái việc đó là bắt buộc mình phải chấp nhận. Vâng, thưa quý vị, mặc dù đối với Tuấn Anh có thể nói đây chỉ là một thử thách còn phải vượt qua, tuy nhiên gia đình và bạn bè anh nói gì về vấn đề này? Xin mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau. Một người giám đốc ở nước ngoài mà từ về Việt Nam mà bươn chải rồi này kia gây dựng lại từ con số 0 thì mình cảm thấy nó rất lạ. Thấy lúc đó tiền là trên hết rồi, tại sao ảnh lại như vậy? Công việc và mọi thứ ở Việt Nam rất rất không dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ chồng mình là một người có khả năng và anh ấy gặp được rất nhiều người tốt giúp đỡ. Lúc đó anh nghĩ gì mà vẫn quyết định làm ạ? Mình nghĩ mình cũng không có làm cái gì sai phạm pháp, nên mình cứ làm cái công việc của mình. Đó, mình cũng bình tĩnh lại và mình để nhân viên nữ của mình vô nói chuyện trước. Thì dù sao thì họ thấy nữ chắc họ cũng ít chửi hơn. Sau đó thì khách hàng bình tâm tới thì bắt đầu mình mới vô mình đàm phán nói chuyện. Và cũng may mắn là mình giành được cái hợp đồng đó. Cảm giác của anh thế nào khi được bán hàng? Lúc đầu á, mình nghe nói mấy cái dự án mà họ làm khóa cơ với cái giá trị hợp đồng vài tỷ, mình lúc đó mình cũng không tin. Thì mình hợp đồng mình ký vài chục triệu thôi, đó là một cái gì đó nó quá lớn lao rồi, cái gì đó quá đau đầu rồi. Nhưng mà vậy sau này mình cũng dần dần mình làm được. Và hiện giờ mình có hợp đồng vài tỷ đến một chục tỷ. Doanh thu cụ thể của mình là khoảng bao nhiêu ạ? Hiện giờ doanh thu của mình năm ngoái là khoảng gần 100 tỷ. Bao lâu sau anh mới bắt đầu có lợi nhuận từ chìa khóa thông minh ạ? Khoảng sau khi đầu tư khoảng 3 triệu đô rồi, đến năm 2015 thì bắt đầu là mình có lợi nhuận. Mức lợi nhuận của anh bây giờ nó đã đủ để bù lại cái khoản chi phí ban đầu tiên cho đầu tư chưa? Cái khoản đó thì mình phân kỳ chắc khoảng đến 5 năm đến 10 năm sau mới lấy lại được cái vốn ban đầu mình đầu tư. Đến thời điểm này thì anh đã cho rằng khóa thông minh của anh đã thành công chưa? Hiện giờ là mình đang đứng khoảng top 2 trong cái phần phát triển bán lẻ và cái kênh dự án. Thì mình hy vọng trong năm 2018 mình sẽ đẩy mạnh marketing và phát triển thị trường hơn nữa. Và mình sẽ hy vọng sẽ đứng đầu thị trường Việt Nam năm 2018. Mình có quan niệm mình làm một cái gì đó mình phải đứng nhất. Còn mà mình đứng vài chục thì nó không có tạo được một cái dấu ấn gì đó. Đây là một cái bước, là một cái con đường để mình có thể bắt đầu một cái con đường dài hơn, xa hơn. Sau khi mình làm được một cái thành công ở khoa điện tử đi thì mình có thể làm phát triển xung quanh cái những cái sản phẩm xung quanh cái công nghệ theo công nghệ 4.0, là những cái sản phẩm về nhà thông minh, những cái tiện ích khác, kết nối internet có thể sử dụng qua điện thoại. Sau này khách hàng của mình có thể là mở cửa bằng điện thoại,
có thể tắt đèn, mở rèm bằng điện thoại, hoặc là thậm chí có những cái máy hút bụi tự động cũng sử dụng bằng điện thoại điều khiển. Hiện tại bây giờ thì anh đang điều hành bao nhiêu doanh nghiệp ạ? Hiện giờ mình có một công ty về làm việc bất động sản, một công ty về phân phối khóa điện tử và một công ty về vui chơi giải trí. Mình mở cái khu vui chơi giải trí. Bàn một chút về cái khu vui chơi giải trí của anh. Thì như em được biết, cách đây khoảng hơn một năm đúng không ạ? Thì khu vui chơi này cũng khá là rầm rộ. Anh có thể giới thiệu một đôi nét về cái dự án này không? Khu vui chơi này cũng là một cái đứa con tinh thần thứ hai của mình. Khi mà mình làm cái khu visual này thì mình muốn là mình tạo một cái khu vui chơi giải trí ngoài trời. Thay vì họ phải đi đến những cái trung tâm thương mại trong lòng kính, thì họ có một cái không gian gia đình hoặc bạn bè tiếp xúc gần gũi hơn với thiên nhiên. Thì mình mới muốn tạo ra một cái khu mà có ẩm thực, có thời trang, có giải trí, ca nhạc hàng tuần. Cụ thể thì cái dự án này có cái điểm đặc biệt gì để có thể hỗ trợ bạn trẻ khởi nghiệp ở Việt Nam được ạ? Khi mà mình tổ chức cái này á, thì thứ nhất là cái chi phí đầu tư của mình thấp hơn những cái trung tâm thương mại. Nên mình chia sẻ lại những cái gian hàng đó cho những cái bạn trẻ khởi nghiệp. Thay vì họ phải bỏ vào vài chục triệu để họ thuê được những cái trung tâm, những cái khu gian hàng ở quận nhất, thì họ chỉ cần phải bỏ ra vài triệu thôi. Họ có thể đem được những cái sản phẩm của họ tới kinh doanh, cho khách hàng họ trải nghiệm sử dụng, để họ có những cái đúc kết với chi phí thấp và rủi ro nó sẽ giảm. Nó sẽ giúp bảo tồn văn hóa Việt như thế nào thưa anh? Khi mà mình xây dựng cái này thì mình làm sử dụng những cái container để mình làm những cái khu Hội An và làm những cái công trình nổi tiếng của thế giới nữa. Ngoài ra đó thì đa số những khách du lịch tới Việt Nam thì họ không có biết đi đâu. Trung tâm thương mại thì nó đã quá, ở bên nước ngoài nó đã quá nhiều rồi. Nên anh muốn tạo cái khu này để khách hàng về đêm, khách du lịch họ có thể trải nghiệm được những cái món ăn ẩm thực đặc sắc của người Việt, hoặc những cái sản phẩm của những cái bạn trẻ hoặc là của những cái người công ty của Việt Nam đưa đến cho khách hàng gần hơn. Và qua đó thì người khách du lịch họ sẽ cảm nhận được sâu sắc hơn cái văn hóa của người Việt mình. Câu chuyện anh vừa chia sẻ làm cho em có cảm giác rằng là dường như khi mà ước mơ đủ lớn thì con người không ngại bất cứ thử thách nào. Một lần nữa, xin thay mặt ekip cảm ơn anh đã tham gia chương trình và chia sẻ câu chuyện thú vị với khán giả VATV. Xin chúc anh thuận lợi và sớm thành công hơn nữa. Cảm ơn Mỹ Hạnh, cảm ơn khán giả VATV. Đến đây chương trình Diễn đàn CEO xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.